Đồ gỗ nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý khách. Trước mắt mọi người đây là đơn đặt hàng của chị Yến ở Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội. Chị Yến đặt nội thất Hữu Huân một bộ tần thủy hoàng chân 14, cột 12 siêu cong. Thì quý vị và các bạn có thể quan sát trên màn hình và gỗ. Thì bên em làm là 100% chất liệu gỗ hương đá không pha tạp, từ thanh gỗ nhỏ nhất ở dưới gầm lên tới mặt là 100% chất liệu gỗ hương đá. Và cái sản phẩm này thì mọi người có thể thấy được cái dáng bộ tần này rất là đẹp. Và đây là một trong những cái mẫu bán chạy nhất của xưởng đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Cái bộ tần này có những cái thông số cũng như là kích thước như thế nào thì kính mời chị Yến cùng tất cả các bác ai đang quan tâm đến cái sản phẩm này có thể dành ra một ít phút để em giới thiệu về từng chi tiết của sản phẩm. Đầu tiên phải nói đến là cái phần dưới, phần chân, tất cả cái phần chân mọi người đang nhìn thấy trên màn hình, chân bàn, chân đoạn chân ghế là chân 14, dáng chân bên em vén rất là cong và phải nói cực kỳ là bay, có cái độ trường và độ khỏe khoắn. Hơn nữa cái dáng cột là cột siêu cong. Cột siêu cong, cột rất là cong cong như dấu hỏi thì tạo ra tổng thể một bộ bàn ghế vừa sang trọng vừa hiện đại, dáng nó lại uyển chuyển mềm mại mà nó đem đến một cái vẻ đẹp rất là quý tộc. Cái bộ bàn ghế này thì thông số nới rộng theo kích thước của bộ 14, thế nên mặc dù là nói là cột 12 nhưng mà cao to các cái thông số cũng như độ tốn gỗ nó thậm chí là còn tốn hơn so với hàng cột 14 phổ thông trên thị trường. Đầu tiên nói đến cái đoạn này thì có chiều dài là 2m72 là kích thước phụ bì, sâu là 86 và cao lên tới đỉnh trương là 1m29, gần 1m3. Và cái trương này bên em toàn bộ làm cái trương cong ngả ra đằng sau tạo lên cái dáng vách lưng cũng như là trương cong hình chữ S rất là đẹp. Hơn nữa kết hợp với cái phần cột cong, cái ngực ghế ưỡn ra đằng trước như thế này tạo ra một vẻ đẹp rất là bệ vệ sang trọng. Tất cả cái phần vách lưng là được nội thất Hữu Huân đục tỉa, chạm chỗ kỹ càng lại bằng tay, thế nên tạo ra cái độ sắc nét từng cái phiên lá, từng cái con chim này đều có hồn và nhẫn mịn từ cái chân nét đục trở đi. Rất là nhẵn nhụi, sắc nét. Và chạm vào cái nước sơn. Sơn thì bên em sơn bóng mờ O7, cái nước sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, sơn bóng mờ, chống xước, hạn chế bám bụi. Thì cái sơn này nó không những bền bóng mà nó còn đem đến cái vẻ đẹp sang trọng nhất cho cái bộ bàn ghế. Thì các bác có thể quan sát từng cái nét đục chạm trổ từ vách đến cột đều được nội thất Hữu Huân làm rất là chi tiết tỉ mỉ. Cái phần trống thì bên em đục kim ngọc mãn đường thu hút tài lộc về cho gia chủ, và vách lưng thì đục tứ quý sinh chữ phúc lộc thọ. Đây là những cái điều cơ bản và ai cũng mong muốn, là con người ai cũng mong muốn có cái điều này cho gia đình. Và nội thất Hữu Huân đã gửi gắm rất là nhiều thông điệp cũng như là ý nghĩa về phong thủy vào trong bộ bàn ghế, và mong rằng cái chủ sở hữu, người sở hữu được bộ bàn ghế như này sẽ gặp được nhiều những cái may mắn tài lộc cho cuộc sống. Trương thì bên em đục mà rơi thì các bác có thể nhìn thấy đây, rơi ra con rơi và sắc nét đến từng chi tiết luôn, rất là đẹp. Sờ vào thì mát thác như là da của em bé vậy. Và từng cái chi tiết chạm chỗ ở bọ góc hay là ở phần vách này, em quay gần cho các bác quan sát, rất là nhẵn nhụi ạ. Để làm được cái sản phẩm như này bỏ ra cực kỳ là nhiều công, tốn rất là nhiều công thợ thì mới tạo ra được cái sản phẩm cuối cùng nó sắc nét như này. Có nhiều cơ sở họ không đục tỉa lại hoặc là cạo nạo qua thì sẽ tiết kiệm được cái công cạo nạo, hoặc là trà lu, trà kỹ, trà ẩu, quật giấy giáp cũng vậy, có rất là nhiều cách làm. Nếu mà làm kỹ thì chắc chắn là sẽ tốn công hơn và tốn sức hơn, nhưng mà cái sản phẩm nó sẽ sắc nét. Thì bên em luôn hướng tới cái sản phẩm kỹ đẹp nhất, dù là hàng VIP hay hàng thường thì vẫn tạo ra cái sản phẩm tâm huyết nhất, đẹp nhất cho mọi người. Kê vào trong phòng khách thì chắc chắn là những cái sản phẩm chất lượng xứng đáng với đồng tiền mà mọi người bỏ ra. Từ cái dáng dấp đến chất gỗ là được bên em lọc lựa rất là kỹ và tính toán để chế tác ra một cái sản phẩm ưng ý và tâm huyết đến tay người tiêu dùng. Thì các bác có thể nhìn thấy cái bộ này là hàng dày khuôn tranh, bên em làm dày 4 phân, mặt ván liền tấm dày 2 phân và đoạn thì có tất cả là 8 chân, 4 chân trước, 4 chân sau, tạo thêm cái độ vững vàng cho cái đoạn dài và ngồi sẽ chắc chắn hơn. Cái khuôn tranh đây các bác nhìn thấy bên em soi hai chỉ, một chỉ trên, một chỉ dưới, tổng cộng là 2 chỉ và ván toàn bộ là liền tấm dày 2 phân. Ván dày 2 phân, pháo ống thì cũng là pháo ống to theo bộ 14. Chân là chân vén đế liền và thêm một tầng cổ dạ này nữa, gọi là 3 tầng cổ chỉ đấy ạ. Sờ vào thì mọi người có thể nhìn thấy cái nước sơn bên em sơn có cái hạt bụi này,
hạt bụi các bác có thể quan sát này. Có bụi tại vì buổi sớm ra đường rất là bụi. Cái đường bên em đang xây dựng thì nên rất là nhiều hạt bụi. Các bác có thể nhìn thấy từng hạt bụi nhưng mà không nhìn thấy một cái vết gợn nào. Thì sẽ thấy được cái độ chi tiết cũng như là cái độ kỹ đẹp của sản phẩm. Gỗ hương đá vân veo cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Mai rùa thì bên em để trơn thì khi đặt tay lên sẽ có cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái. Cái mai rùa trơn này. Đấy, cột là cột siêu cong. Dáng cột, dáng ghế thì em sẽ quay ra cho các bác có thể quan sát cái dáng riêng, cái dáng của đoạn. Cái chân vén cực kỳ là bay. Ba tầng cổ chỉ, khuôn tranh ván dày dặn, mai rùa liền. Liền cả xoáy, trương liền xoáy, vách lưng thắt rất là cong. Trương ngả ra đằng sau và cột siêu cong. Tiếp theo đến nữa đó là cái bàn. Cái bàn là một điểm nhấn tuyệt vời cho bộ bàn ghế này. Tại vì bên em chạm chỗ rất là chi tiết từ cái đôn trở đi. Giá trị từ cái đôn ngồi trở đi, kích thước đôn ngồi là vuông 42 và bên em đục hoa dây ở dưới yếm cũng như là phía trên cổ rất là đẹp, đục bốn mặt luôn. Cái bàn này thì bên em chuyện gấm ở trên mặt cũng như là đục cái bức tranh thuận buồm xuôi gió. Bức tranh này thì mong muốn về cuộc sống thuận lợi hanh thông trong mọi mặt cho gia đình, và từng cái chi tiết chạm trổ ở trên mặt đã được bên em khắc họa rất là chi tiết và làm rất là tỉ mỉ để tạo ra cái sản phẩm nó nhẵn, nó đẹp, nó sắc nét như thế này. Thì thay vì treo một bức tranh thuận buồm xuôi gió thì các bác có thể các bác kê cái bàn này thì tích hợp luôn bức tranh thì mọi người sẽ không cần treo tranh nữa. Đấy là bên em tích hợp luôn cho các bác. Bốn xung quanh cái bốn cái phần khuôn tranh thì bên em đục mà dây sâu tiền thu hút tài lộc, và núm thì bên em làm núm quay túi chìm như thế này. Đấy, núm quay túi chìm cho các bác. Ba tầng cổ chỉ và nhẵn này, từng cái đường nét này. Rất là nhẵn nhụi mặc dù là có bụi. nhưng mà các bác có thể nhìn thấy này, từng chi tiết đã được bên em đục tỉa rất là kỹ. Em quay cực kỳ là gần và rất là chậm thôi để cho các bác có thể quan sát được độ kỹ, độ đẹp. Và thay vì mà đến xưởng, các bác nào không qua xưởng được thì cũng có thể chăm chút hoặc là nhìn qua những cái chi tiết em quay chậm để cho các bác có thể hình dung. Tiếp theo đến là hai chiếc ghế đơn này thì có đồng kích thước là rộng 1m22, sâu 86 và cao là 1m29. Vách ghế đục chữ phú và quý và đẹp từ cái dáng ghế đơn trở đi. Thì tính riêng một cái ghế, ai ngồi trên cái dáng ghế đơn này có cảm giác rất là quý tộc, như một vị vua ngồi trên ngai vàng. Rất là đẹp từ cái chân đến cái phần vách lưng, tóm lại là rất là cân đối từ phần dưới lên phần trên. Ba tầng cổ chỉ tạo ra cái độ thoải mái cũng như là độ sang trọng cho cái dáng ghế này. Em sẽ quay vào chi tiết thì tất cả cái phần ván đều được bên em lọc lựa gỗ hương đá, tấm ván liền hai phân rất là đẹp. Rất là đẹp, và phần vách lưng thì chạm trổ rất là chi tiết. Đấy. Rất là chi tiết, có thể là các bác nhìn không rõ thì em quay gần hơn cho mọi người quan sát, chi tiết lắm luôn ạ. Đấy, từng cái bông hoa sen ở vách cài này. Đấy. Cái sản phẩm nó kỹ, nó đẹp kê vào trong phòng khách thì mình cảm thấy đúng là giá trị. Còn những cái sản phẩm mà có thể là chất gỗ chưa tính đến cái độ đẹp của gỗ, nhưng mà khi mà kê vào sản phẩm mà lơm sơm, lông gỗ nhiều hoặc là không được nhẵn mịn thì mọi người sẽ cảm thấy thẩm mỹ nó giảm đi rất là nhiều. Một cái sản phẩm nó giá trị mà làm ẩu, làm dối thì nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều phần cái độ đẹp. Đặc biệt là tất cả những cái cột bên em chọn cột siêu cong, hơn nữa là rất là nhiều vân. Các bác có thể quan sát này, cột vân cuồn cuộn luôn, vân rất là đẹp mà em thỉnh thoảng không lấy nét được này. Đấy, vân veo cuồn cuộn luôn, ghế nào cũng vậy, vân veo rất là đẹp. Vách ghế đục cây hoa cúc. Ván này, tấm ván vân cũng rất là đều màu, đều vân. Cái sản phẩm này thì gồm có 6 món. Một cái món cuối cùng đó là cái đôn đầu bàn có kích thước là 81 x 42. 42 cũng chạm trổ chi tiết từ dưới yếm lên trên cổ và lên trên mặt luôn. Thì cái sản phẩm này chị Yến và anh chị thì đã về tận xưởng bên em kiểm tra cũng như là ký nhận mộc. Sau đó thì bên em mới tiến hành hoàn thiện. Xưởng Hữu Huân thì hiện tại đang có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Các bác có thể qua lựa chọn, trực tiếp qua lựa chọn, hoặc là mọi người có thể xem video em quay rất là chi tiết cho các bác. Từ mộc đến cái khâu hoàn thiện và đến tay người tiêu dùng xem phản ánh của khách hàng luôn. Thì các bác nếu mà còn băn khoăn hay còn đắn đo về những cái sản phẩm chất lượng thì có thể lựa chọn Hữu Huân là một cơ sở để đặt niềm tin vào. Thì em chắc chắn là
Em tự tin khẳng định là đối với cái giá thành mà bên em đưa ra thì xứng đáng với đồng tiền mà mọi người bỏ ra. Đây là điều bên em cam kết và chắc chắn, tại vì đây là mục tiêu của bên em đưa ra, luôn luôn đề cao cái chất lượng để cho cái sản phẩm được tốt nhất cho khách hàng. Cảm ơn chị Yến. Chị Yến, anh chị đã tin tưởng, đặt niềm tin vào xưởng. Kính chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị và các bạn ai đang quan tâm đến những cái sản phẩm chất lượng cao, có thể liên hệ tới cái số em để trên màn hình 0988 685 625. Xin chào và xin hẹn gặp lại.